Giữa ruộng lúa cách chỗ tôi đứng đây chừng 30 mét, trước kia là nền nhà của ông bà nội để lại cho bố mẹ tôi. Tính nơi đây, năm anh em chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Sau nhiều lần bom Mỹ đốt phá, năm 1970, bố mẹ quyết định chuyển lên nền ông Điện là anh ruột của bà nội, ngay chính nơi tôi đang đứng đây trong ít năm. Do chiến tranh chống Mỹ quá ác liệt, lúc bấy giờ bà con xóm 20 chuyển lên xóm 19, 18 và đi làng rẫy để tránh bom gần hết. Năm 1973, gia đình chúng tôi chuyển lên xóm 18, cách nơi này từng 300 mét cho tới ngày nay. Xưa kia, khi đang còn xóm 20, phía đông nhà chúng tôi giáp nhà ông Hiểu, Mề Trương, phía tây giáp nhà ông Điền Bắc Hoạn, phía nam giáp nhà chủ sự và anh Kình, phía bắc bên kia mương sau lưng là nhà ông Trùm. Từ xa xưa lắm rồi, các thủy tổ làng Cao Lao Hạ đã khai canh trên một vùng đất có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, gần núi, gần sông, có đồng bằng rộng lớn mà bằng phẳng. Qua nhiều thăng trầm lịch sử đến thời nhà Lý khoảng 1075, Lý Thường Kiệt đã có chính sách di dân vào đằng trong lập nghiệp, mở mang và củng cố bờ cõi. Có thể các cụ nhìn thấy vùng đất này rất linh thiêng, trời đất hội tụ, tựa thế lao phong, tức là mùi lao bay lên trời cao, mạnh mẽ ở một chốn đằng trong mà đặt tên cho vùng đất này là Cao Lao. Như thể thăng long tức rồng bay lên đã được nhà Lý, Lý Thái Tổ tựa thế và thay tên thành Đại La, thành Thăng Long của Hà Nội ngày nay. Đặc biệt tại nơi đây một thời đã có một tiểu vương quốc Chăm xây dựng một trung tâm chính trị. Dấu tích thần cổ Champa bây giờ người ta gọi tịch sang thiền vẫn còn, đã khẳng định nơi đây có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt. Cách đây chừng hơn 200 năm, làng Cao Lao Hạ được các cụ tiền bối quy hoạch phát triển nông thôn theo kiểu đô thị nhà vườn của triều Nguyễn ở Huế. Phía trước cửa đình làng sát bờ sông Danh đã từng được xây dựng một khu đô thị sầm uất trên bến dưới thuyền theo kiểu phố Hiến và Hội An, rất thuận tiện cho việc giao thương buôn bán của các thương gia đằng trong đằng ngoài. Khu phố đó ngày nay vẫn còn dấu tích và dân làng gọi là đồng phố. Xưa kia, làng Cao Lao Hạ được phân bố thành 20 xóm, trải ra như một con thuyền rồng. Mỗi xóm có hai dãy nhà, có đường lối ngang to và mương thoát nước riêng chạy từ đằng trước ra đằng sau. Phía nam trước làng là dãy Trường Sơn, các cụ đặt tên riêng cho các đụng như đụng Lề Cù, đụng Đá Bạc, đụng Thầy Bói, đụng Khỉ Đạo. Các cụ khai canh, khai lâm chuyên rừng sâu, vượt ba trại đến tận sông Đào giáp tới các xã Phú Trạch, Thoàn Trạch, Cừ Nậm bây giờ. Hàng trăm năm xưa, dân làng khai thác gỗ, củi, hái lượm, dược liệu, săn bắn chim muông, trồng màu, rèo trâu, rèo bò, lập trại, đánh giặc, chạy giặc. Sát làng hơn là những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, bào nọ sát bào kia, cồn nọ nối tiếp cồn kia như bào hóc, bào mật, cồn cui, cồn hà, hỏi đá, vân vân. Những vùng lao sậy, sát bần đã được các cụ khởi thủy khai công thành các vùng trồng lúa, trồng màu. Các cụ đã tận dụng những con suối, con rạch để tạo ra chín khúc sông Đào và được lưu truyền là Cửu Khúc Long Khê. Vừa để khai thác cá tôm tự nhiên, vừa để vận chuyển hàng hóa, cũng như để chế ngự thiên nhiên khi lũ lụt về. Nước cứ thế mà chảy, nhân ra biển cả, tránh được lũ đổ về làng. Vậy là từ xưa các cụ tổ làng đã biết quy hoạch nông nghiệp, thủy sản gắn với giao thông thủy lợi. Phía bắc sau làng là sông Danh soi bóng, gần sát làng hơn có hõi rộng dài uốn lượn từ hõi hạ lên tới gần hết làng, đi qua bến phố. Hõi được dân làng nạo vét từ con ngạch tự nhiên thành luồng giao thông thủy, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa đàng trong với đàng ngoài, liên kết với khu phố sầm uất. Hõi mở cửa tự nhiên với sông Danh, vì vậy mà cá tôm cua ghẹ cứ vào theo con nước, dân làng cứ thế mà hưởng lợi từ nguồn thủy sản tự nhiên đó.
Về giao thông, ngoài việc xóm nào cũng có lối đi riêng rộng chừng 3 mét, thì làng Cao Lao Hạ đặc biệt có đường bạn, đường làng, đường quan đi dọc theo chiều dài của làng. Nghe tên đường đã thấy từ xưa làng đã có những luật lệ riêng phân biệt quan dân khách rõ ràng. Có ba giếng làng nằm trên trục đường bạn cũng nhằm phục vụ dân sinh của làng, nhưng cũng để những người bạn khách qua lại rửa ráy trước khi vào làng. Về văn hóa giáo dục cũng là một miền đất hiếm có. Từ xa xưa các cụ quan làng Cao Lao đã thấy được nhân tố con người là quan trọng bậc nhất. Vì vậy mà làng Cao Lao Hạ trở thành làng văn, làng võ, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà quản lý nổi tiếng cho tới ngày hôm nay. Trường cấp 2 của xã nay đã đổi tên thành trường phổ thông cơ sở Lưu Trọng Lư, mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Văn hóa tâm linh là nét độc đáo và đặc biệt bậc nhất thiên hạ, duy nhất trong cả nước Việt Nam. Tại làng Cao Lao Hạ có tới 24 nhà thờ họ được xây dựng trước mặt làng. Trong số 24 nhà thờ họ thì không hiểu vì sao họ Nguyễn có tới 14 nhà thờ. Trong bài phong lễ đình làng Cao Lao Hạ được lưu giữ ở viện Hán Nôm, tại mục kính xin tâu và kính mời ngồi thì họ Nguyễn được mời tới 63 vị quan tước về dự kỳ yên. Bên cạnh họ Lê Văn có 13 vị, họ Lê Quang có 11 vị, họ Lưu Quan có 5 vị, họ Lưu Làng có 3 vị, họ Lê Chiêu có 2 vị, họ Trần có 1 vị, vân vân. Trong danh sách các ngài được làng Kỳ Yên khai canh, họ Nguyễn có ngài Đại tướng quân Nguyễn Văn Khai, bên cạnh các ngài Lưu Văn Tiên, Hàm Đại tướng quân, ngài Triều Phong Lê Quang Lữ và các vị khai khẩn Lưu Văn, Lê Quang, Lê Chiêu. Làng có đền thờ Hoàng Làng để tạ ơn các vị Hoàng Làng và cầu mong mưa thuận gió hòa, dân làng bình yên, con cháu đồ đạt và hưng thịnh. Đền làng to đẹp uy nghi, cho đến ngày nay người ta vẫn chưa xác định tính xác đền được xây dựng từ bao giờ. Trong khi dân làng được quy hoạch hướng nhà cửa về phương Nam thì đền làng lại quay mặt về phương Bắc, là một lựa chọn có chủ đình đặc biệt cao về tâm linh. Vừa để hưng lấy lọc thủy từ ngã ba sông lớn tụ về, vừa là để thu nhận hương trời khí thần phương Bắc, nhưng cũng là để quan thần trong nom tránh khử giặc Bắc, mang ấm áp bình yên cho dân làng đang quay mặt về phương Nam. Đặc biệt hơn cả, có lẽ các cụ tỏ hướng và nhớ về cội nguồn gốc gác của mình trước khi rời quê từ Thanh Nghệ vô đây. Do chiến tranh tàn phá nặng nề nên đình làng chỉ còn lại hai cột cao to sừng sững cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2008, tức ngày 19 tháng 11 năm Mậu Tý, bà con làng Cao Lao Hạ đóng góp xây dựng lại đình, thỏa lòng mong mỏi của bà con quê hương muốn được tôn vinh tôn thờ các vị Hoàng Làng và để cầu mong cho sự phát triển phồn vinh muôn đời con cháu hôm nay và mai sau. Nói về phong thủy thì đây là nơi gió mát khí lành, nước mạch trời phú, khe suối đổ về quanh năm, đằng côi có cửa nghè, đằng lưỡi có vực xanh. Ngoài vực xanh và cửa nghè, làng lại có ba giếng khoáng mạch thiên nhiên ưu ái thuộc loại bậc nhất thiên hạ, đó là giếng Hung, giếng Kiệt và giếng Hóc. Đúng là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, một địa nhân linh kiệt, nơi hồn thiêng sông núi.